Nên ta nói về cá trà. Cái đầu tiên nói về vị trí cá trà nằm đâu. Cá trà là một loại giống Trung Hoa. Nó nằm ngay dưới dạ dày. Cái dạ dày nằm ngay dưới. Và ở trên các cái quan trọng. Tương ứng với cả các nước sống lưng và áp sát ngay mặt trước từ các nước sống lưng. Cụ thể từ các lưng 1 đến các lưng 3, phần số 4. Thế về hình thể, cái hình thể, hình thể kích thước thì đường kính của cá tràng ấy nó vào khoảng 3 cm, nó dài khoảng 24 cm. 24 cm thì nó vào tương đương với cả 12 cái này là tương đương 24 cm, mà gọi là cá tràng thì tạo ruột dài 12. Ngày xưa ta không có cm đo được không? Là ngày xưa ấy, để ta đo bằng các cái này này, trong 12. Nó có hình chữ C. Đấy, hình chữ C. Thế bây giờ về phân đoạn và liên quan. Thì cá tràng được chia thành 4 khúc. Đánh số từ 1 đến 4. Thứ nhất là khúc 1. Khúc 1 là khúc tiếp theo với cả mô vị dạ dày. Khúc này chạy ngang từ trái sang phải ở phía trước đốt sống khớp lưng 1, có nghĩa là vắt ngang phía trước đốt sống khớp lưng 1. Khúc này có đặc điểm là ở trong lòng, cái đoạn nối với cả dạ dày ngay sau lỗ mông vị nó phình to, gọi là hành tá tràng. Giống củ hành ở trong lòng, chụp thuốc cảm quang thì nó phình. Và cái chỗ hành tá tràng cũng là phần di động của tá tràng, vì nó liên tiếp với dạ dày và dạ dày hoàn toàn di động. Khúc 2 chạy dọc sườn phải cuộc sống thắt lưng từ 1 đến 3. Khúc này có đặc điểm ấy, là trong lòng nó có các cái núm ruột hay là núm tá, gọi là núm ruột. Thì có hai núm ruột, núm ruột to ở chỗ tiếp giáp 1/3 dưới với 2/3 trên, là nơi đổ vào của ống mật chủ và vị trí đổ vào. Cho nên ý, chung mật chủ này, chỗ này nó có cái cơ thắt gốc đi rất bé. Thế đặc tính của tất cả các loài vật, không kể run, không kể con người, tất cả loài vật đều thích làm vật họ, đều thích ngược. Thế đây là đặc tính. Con dung như vậy, nó thích bơi ngược từ dưới lên và chui vào những chỗ hẹp. Nên là mình hay mắc cái này. Cái hẹp mà cái cơ khi nó chui vào mắt thì nó kích thích vào cơ thấp. Cơ thấp càng thắt lại, bóp cổ nó lại, nó chết. Thì lên trên mặt nó tắt. Khi cơ nó chui lên nó tắt, mặt nó cũng chảy xuống. Thì là ứ mật trong bầu tăng áp được trong bầu đau. Hạ sườn đau ngửa gan đấy, hạ sườn phải đấy. Em cái mặt căng tức lên mà xong kích thích vào thần kinh, tại vì không cản thể thần kinh bao giờ ở hoặc là bề mặt da niêm mạc hoặc các mạc có cụ thể đấy, thì áp lực tăng đè vào nó sẽ gây đau. Vậy cho nên cái hiện tượng run chui ống mật ấy, người ta có một cách giảm đau, đó là người ta quỳ cắm đầu xuống chọc mông trời. Thế là con run tự đầu kia đầu cao quay lại nhà đầu cao. Thế nên triệu chứng đau làm cách nào, có cách nào làm đau không? Thế hỏi bệnh nhân mấy cách đấy, xem có như nào cả à, có cách đấy đúng là có khi đầu cắm đầu dưới đường nó chọc mông lên thì em thấy đỡ. Thôi lúc ấy nó chui ra mà nó miếng răng nó chui vào nó nhét hết vào thì có thấy đầu kia lại. Mà thực tế ta thấy đấy, khi đi bắt cá ấy, xem không, con hổ, à con gấu ấy, gấu ở Bắc Cực bắt cá ấy, dẫn đúng ở chỗ cái dòng nước chảy ngược ấy, cá nó bắt đầu thích nhảy được nước mà, nên có cá chép vượt môn các thứ đấy, hóa rồng các thứ đấy, cứ đứng bên đây thôi, cái chỗ cái thác chảy nhỏ, cá nhảy lên thì nó còn.
người mình thế, những hôm nào mà mưa rào xong rồi sẽ có những cái lạch chảy, thế dân người ta chỉ làm cái đơm cái đó để ở chỗ mà nước chảy dốc này nè, con cá nó sẽ thích nhảy mà có nước chảy nhiều, ta đặt đấy ta hứng ở hai bên, xem một số clip thấy cá nó nhảy tung tưng lên trên các thuyền, thực ra là khi đấy có dòng chảy kích thích nó nhảy, cái đặc tính của tất cả thích bằng khó, như con người vậy dễ thì không thích đâu, phải thích có mới làm gì, phải làm có thì thích hơn, chú ý mới để tâm dễ bị bỏ qua, mặc dù những cái đấy đôi khi là rất là quan trọng, rất cần thiết. Còn núi Rượt Mé ở phía trên là nơi đổ vào của ông Vị Phụ. Khúc 3 lại bắt ngang từ phải sang trái, chỗ ấy thành khúc 1 từ trái phải về đi ngược lại từ phải sang trái, ở phía trước có sống thắt lưng ba. Khúc này có đặc điểm là có động tĩnh mạch mạc treo ở trên, mắt chéo ở trước, còn động chỗ chủ động mạch chủ bụng ở phía sau như này, cho nên động mạch mạc treo ở trên và động mạch chủ bụng như cái kỳ kẹt khúc ba, đúng không? Đấy, cho nên một số trường hợp ấy, cái này nó sẽ kẹt chặt khúc ba, dẫn đến khúc ba phần mềm kẹt vào phần mềm mà nên nó cũng tắc hẳn, thì ép chặt cũng cứng mà mãn tắc làm cho lưu thông nó khó. Đấy, cho nên những người mà bị kiểu đau ấy, đau nó bán tắc ruột, khi bán tắc ruột nó hơi ứ lại đúng không, tăng áp lực kích thích đau, thì người ta kiểu bỏ cái động mạch ấy, động mạch này nằm như này nó không kẹp vào nữa, nó thẳng xuống như này, thế là đỡ đau của cục cái bò đó, chỗ động mạch mặt treo trên. Đấy, sau này ta sẽ biết khi khám bệnh trên 90% bệnh nhân lý do viện là gì, là đau, đau như thế nào, chúng ta sẽ phải khai thác cái đau, đau ở đâu, đau như thế nào, liên quan với cái gì, dạng đau khi nào, ta chỉ cần mô tả cái đau và vị trí và cách thức, ta đã đoán ra khoảng 80% bệnh. Có một số các loại bệnh nhân khác vào không phải lý do đau, thì ví dụ như là sốt, hay là loạn thần, không phải đau mà chỉ chóng mặt thôi, có nhiều mà nhưng là ít thôi. Khúc 4 phần còn lại chạy chắc lên trên sang trái tới sườn trái có sống thắt lưng ngang, đấy từ chỗ có sống thắt lưng ba đến sườn trái có sống thắt lưng ngang, có nghĩa là mỏ ngang có sống thắt lưng ngang thì được đính vào thành bụng sau bởi dây chằng rest và liên tiếp với tiểu tràng. Vậy cho nên toàn bộ tá tràng đều được cố định vào hình bụng sau, dính vào hình bụng sau bởi cái mạng dính rest, trừ với hành tá tràng dính với dạ dày. Đấy là hình tiểu hóa. Về liên quan thì hầu hết các khúc tá tràng đều ôm lấy tủy. Liên quan chủ yếu về tủy. Ngoài ra liên quan cái khác thì tí nữa ta sau khi ta nói về tủy ta sẽ mô tả luôn về nó. Về cấu tạo thì nó cũng như các đoạn ống tiêu hóa khác của bốn lớp thanh mạng ở ngoài, cơ trơn lớp thứ hai, cơ dọc ở ngoài cơ vòng ở trong, dưới niêm mạc lớp thứ ba, trong cùng là lớp niêm mạc. Niêm mạc của đoạn tá tràng có đặc điểm là cái phần van tràng và mao tràng rất nhiều và nhu cao, cũng nhiều nhu cao. Cho nên khi mà chụp cảm quan cái phần tá tràng, ta thấy hình như hình lông chim, trên cái đoạn hình lông chim chữ C như hai hàng cái đoạn tá tràng. Cái niêm mạc cái van tràng mao tràng nhu cao để làm tăng diện tích tiếp xúc bề mặt niêm mạc với cả chất đấy, cái chất chất ở trong vòng kia ống tiêu hóa, van tràng mao tràng để tăng diện tích bề mặt, tăng diện tích tiếp xúc ở não thì là các cái nếp, các cái rãnh thì là tăng diện tích bề mặt, đây là phòng về tăng diện tích tiếp xúc. Bây giờ nói về phần thứ hai, tụy là một cái tuyến vừa ngoại tiết vừa nội tiết. Ngoại tiết chính là sinh ra dịch tủy đổ vào ống tiêu hóa để tham gia tiêu hóa,
Đấy, vì vậy cho nên là nhiều khi là những người mà sống khổ xong được bữa ăn ngon lành ấy, thì ăn nhiều thì dễ bị viêm tụy. Bởi vì sao? Đấy, bình thường nó đang làm việc nhẹ nhàng như thế, bây giờ tự nhiên lại phải làm việc tăng, thức ăn nhiều mà các chất dinh dưỡng nhiều, tăng cũng làm việc quá sức, viêm tụy. Nên người ta hay thấy gọi là viêm tụy xuất hiện sau một bữa ăn thịnh soạn. Về nội tiết, nội tiết thì là nội tiết ra insulin đổ thẳng vào máu để chuyển hóa đường. Nghĩa là khi bị thiếu cái insulin nó sẽ tăng đường trong máu. Về vị trí, nghĩa là chức năng về vị trí thì tùy nó nằm ở cái chỗ vắt ngang phía trước cột sống thắt lưng, giống như tá tràng chạy chếch lên trên sang trái tới góc lắc. Về hình thể, nó có hình giống cái búa rẻ, cái cán búa, hình giống cái búa rẻ, gồm có 4 phần: đầu tụy, phổ tụy, thân tụy và đuôi tụy. Phần đầu tụy được các khúc tá tràng ôm lấy và ăn đào sâu vào trong đầu tụy. Chính vì vậy, u đầu tụy sẽ làm giãn khung tá tràng. Tá tràng đây, nếu có ung thư ở đầu tụy, ta chụp tá tràng cản quang kiểm tra thấy khung tá tràng giãn rộng. Cổ tụy là hai chỗ thắt của phía dưới đầu tụy, ở phía sau đầu tụy. Ở phía dưới chính là nơi mà động tĩnh mạch mạc tròng trên chu qua. Ở trên chính là khung hộp tá tràng khuyết vào để mà. Thân tụy chạy ngang dẹt, có hai chiều cong, chiều cong lùi ra trước có nghĩa lõm ở phía sau để ôm lấy cuộc sống, cuộc sống ở phía sau mà. Chiều cong lõm ra trước lùi phía sau để ôm lấy mặt sau đã dày, đây là ôm mặt sau, cái đã dày lên trên nó này, ôm lấy mặt sau. Đuôi tụy liên kết với tỷ. Ở đây có đặc điểm, nếu đuôi tụy dài thì cái mạc nối giữa tụy và tỳ sẽ ngắn. Nếu đuôi tụy ngắn thì mạc nối giữa hai tạng này thì tỳ sẽ dài. Nếu mạc nối dài thì ta kẹt đây dễ khi cắt bỏ lại. Cho nên là nếu mà đuôi tụy dài là cắt lại khó thì kẹt đây sẽ kẹt đuôi tụy, cắt sau này sẽ gây rõ tụy. Thế về liên quan thì tụy và tá tràng liên quan chặt chẽ với nhau cả về mặt hình thái, có nghĩa là thằng này ôm bên kia, cả về mặt chức năng để ống tụy thì đổ vào tá tràng và được nuôi dưỡng chung bởi các nguồn mặt. Trong đó cái phần đầu tụy và tá tràng liên quan với nhau. Đấy, ví dụ như là có nhiều trường hợp là tá tràng đào sâu ống tụy nên u đầu tụy có thể bóp vào tá tràng để tắc ruột. Tá tràng có bị đào ống tụy và u đầu tụy bị bóp. Phía sau của tá tràng và đầu tụy, đây phía sau, thứ nhất là nó liên quan với cả ống mật chủ, cho nên là u đầu tụy có thể gây tắc mật này. Nên là cũng lại nói về chuyện thí dụ cũng là tắc mật, nhưng mỗi loại tắc mật sẽ khác nhau. Tắc mật do u trương mật khác, tắc mật do sỏi mật khác, tắc mật do u đầu tụy khác. Nhưng là ví dụ tắc mật mật do run trương mật nhá, thì đấy ta sẽ có cái triệu chứng là rối loạn đường tiêu hóa, ăn uống kém, mãn tụ hợp ảnh là một chuyện, và tôi bảo đấy đau thì có kiểu cũng thấy chóng mông không. Tắc giọt mật do sỏi mật với đặc điểm là đột ngột, cái viên sỏi giữa đủ quát xuống đấy mắc đột ngột cơn đau quặn, nhưng mà viên sỏi có kiểu như là lúc ta vận động như nào để xoay được mật thoát ra cả đỡ đau, có một cơn đau dữ dội. Tắc mật do u đầu tụy, mỗi ngày to một tí, mỗi ngày to một tí, tắc mật từ từ vàng ra từ từ, đau tăng lên từ từ và không thể giảm. Các hiểu không? Đó, ví dụ đấy, cũng là cái đau không muốn tặng bạn, còn đau cũng bạn chụp bằng nhau, đã nghĩ ngay, cũng là tắc mật là do gì. Nhưng sau này ta đi học sẽ được nhiều thứ khác nữa, nên tôi nói ví dụ. Ở phía sau này nó liên quan một cái quan trọng nữa, đó là bể thận. Bể thực quản, đèn bể thực quản. Đây là những cái liên quan quan trọng bởi vì ta đi vào máu này.
liên quan đến bể thận phải, cho nên là khi phẫu thuật ở vùng này rất dễ tổn thương bể thận. Tại vì bể thận nó là một túi, một bao, một mỏng, mũi dao nó kéo căng thể này ra. Tức là ta hay mổ nhất đấy vào là ta bóc, không ai đã chạm được vào, bóc chủ để lại bể thận. Thế trước nó là không điều quan trọng nữa, thì sau này ta bóc cái đây là chỗ này bể thận đây này. Ta bóc vào để đi vào. Mổ sỏi lấy sỏi mạch chẳng hạn đấy, bóc cái cá tràng này lên, dính mà dính một thành một sau người ta bóc ra thì đằng giữa nó với cái còn có đằng sau là có bể thận. Ở cổ thận à, ở cổ thi đoạn cổ liên quan ở phía sau quan trọng nhất chính là tĩnh mạch cả, là một tĩnh mạch lớn của hệ tiêu hóa đưa máu về gan đấy, vì phía sau nó tĩnh mạch cả nên ta có thể làm tổn thương tĩnh mạch cả. Tĩnh mạch đúng không? Có nhân viết rất dễ tổn thương. Động mạch thì nó thứ nhất là to, nó dày, sờ mạch đập dễ nhận biết, có gây tổn thương hơn. Mặc dù tổn thương động mạch thì nguy hiểm hơn, tại vì áp lực lớn mà máu chảy nhanh, nhưng mà có gây tổn thương thì ta dễ nhận biết được nó, sờ thấy mạch đập và thành nó dày. Nhưng tĩnh mạch thì thành nó mỏng, áp lực nhỏ, ta không cảm nhận được, dễ cắt. Ở cổ, ở đầu nên chú ý nhé, đầu thì thêm đây có cái mỏ móc, móc phía dưới đầu mình nuôi mỏ móc. Thế ở cái cổ này này thì động tĩnh mạch một treo trên là đè lên cả mỏ móc, chui qua khe bên dưới. Ở thân thì thân không có gì đấy, chúng ta vừa mô tả đấy, liên quan cuộc sống ở phía sau, liên quan với cả dạ dày phía trước. Cho nên nhiều khi ta bảo cái thủng mà sau dạ dày đột quỵ bịt lại đấy, bịt tạm thời. Phần đuôi thì liên quan với cả tỳ. Mối liên quan với ba thành phần. Về mạch máu nuôi dưỡng có hai nguồn mạch nuôi cho tá tụy. Nguồn mạch thứ nhất là từ động mạch thân tạng. Thân tạng chỗ này chưa hẳn là chỗ này lên có thể mô tả là thân tạng, tại vì trên này nó còn phải thêm một nhánh nữa ở đây. Động mạch vành vị hay còn gọi là vị tràng. Đây động mạch thân tạng. Thân tạng thì có hai nhánh nuôi cho tá tụy, một là động mạch tỳ chạy phía sau dạ dày đấy. Động mạch tỳ nhìn thấy chạy ngoằn nghèo không? Ở phía trên bờ trên của thân nuôi tụy thì đương nhiên sẽ cho nhánh xuống nuôi như này. Nó chạy ngoằn nghèo thì sao? Bởi tụy là tuyến nội tiết. Những tuyến nội tiết thì không có ống tiết mà dịch tiết của nó đổ thẳng vào máu. Vì vậy thì có mạng lưới mang mạch phong phú để nó tiếp nhận cái dịch nội tiết đó. Cái hóc môn đó sau này ta học sẽ biết đặc điểm tuyến nội tiết, có đặc điểm là nhỏ nhưng được nhiều mạch máu nuôi dưỡng, bởi vì tuyến nội tiết cũng gần như về thần kinh rất quan trọng. Nó nếu mà trong đời sống xã hội hàng ngày người ta cảm nhận nó như là năng lượng nguyên tử, năng lượng hạt nhân, có nghĩa là với một số lượng nhỏ nhưng lại có tác dụng rất lớn đấy. Nó cùng với hệ thần kinh chi phối mọi hoạt động cơ thể rất quan trọng, được nhiều mạch máu dưỡng. Cũng từ động mạch thân tạng, thứ hai đây là động mạch gan trung. Gan trung sau khi tách ra động mạch vị tá tràng này đổi tên là gan riêng để đi lên cho ra gan phải, gan trái, ngành bên của gan riêng có một ngành gọi là động mạch môn vị này, này thì đây là vị tá tràng. Bài trước ta học gan đúng không? Động mạch vị tá tràng là chưa qua tam giác cánh chủ đấy. Thế động mạch vị tá tràng này sẽ cho ra nhánh vị mạc lối phải để tạo thành động mạch bờ ống lớn. Ngoài ra hai nhánh là tá tụy phải trên và tá tụy phải dưới để đưa cho tá tràng vào động mạch. Nguồn hai của mạch mạc treo trên. Động mạch mạc treo trên thì có hai nhánh đưa tá tụy. Một là động mạch tụy dưới đây đang làm nghĩa là cái nhánh chảy dưới này đối trực diện với cái thằng này là để nuôi nửa dưới thân nuôi tụy. Một nhánh nữa đây là chính là nó đây. Là. Tá tụy dưới hay còn gọi là tá tụy trái, tại nó đi từ bên trái đi sang phải. Thằng này là tá tụy trên hay còn gọi là tá tụy phải, thì là phải trên nguồn đấy là nguồn mạch nuôi xung. Vậy thấy tá tràng và tụy được hai động mạch lớn nuôi là động mạch thân tạng mạc treo trên, bởi vì nó là vùng quan trọng, nó có tụy và các mạch máu này tiếp nối với nhau.
vòng núi của động mạch, mạch treo ở trên với động mạch chân cẳng chính là vòng não. Đấy là tá tràng. Cuối cùng nói về tỳ. Tỳ các bạn gọi là lách, vị trí nằm ở vùng hạ xương chảo. Đấy, biết là chấn thương vùng này là dễ tổn thương tỳ đấy. Nó nếu mà ta sở ấy, bình thường nó sẽ không có sở thấy, nó bất ở dưới hạ xương, không có sở thấy. Chỉ khi nó to ra mới sở thấy thôi. Nhưng mà nó làm tạm đặt, nhưng gõ có tính đục. Và vùng đục của nó là một hình elip, hình bầu dục đấy. Hình elip thì vùng đục ở vùng sườn trái, với trục là xương sườn người. Phía trên lên tới bờ dưới của sườn tá. Phía dưới xuống tới bờ dưới sườn 11, còn như là dưới hạn trên, dưới hạn dưới đấy. Cực sau hay là chính là cực sau trên đấy, cách đường giữa vào khoảng 4 cm. Cực trước hay là cực dưới đấy, ở phía trước đường ngạch giữa khoảng 1.5 cm. Đấy thì ta đối vẽ lại để giúp được cái gì, ta sẽ gõ thấy hình đối chiếu của thì trên thành đấy là hình giới hạn như vậy. Về hình thể, cái tỳ nó có hình giống như hạt cà phê phóng to, gồm có 3 mặt, 3 bờ, 2 đầu. Thứ nhất, mặt ngoài, còn gọi là mặt sườn hay mặt hoành cũng được. Áp vào xương sườn là cơ hoành, lồi, nhẵn, áp sát vào cơ hoành. Và liên quan đến xương sườn của cơ thể đấy, xương sườn 9, 10, 11 đấy. Thứ hai, mặt trước trong còn gọi là mặt vị, vì ôm lấy tình vị lớn dạ dày. Mặt này có rốn tỉ, các thành phần đi vào và đi ra của tỉ. Thứ ba, mặt sau trong còn gọi là mặt thận, vì đè lên thận trái, giống như người ngồi trên ghế. Đây liên quan này để nói là khi chấn thương vào hạ xương trái, không chỉ kiểm tra tỳ mà phải kiểm tra thận trái. Vỡ một trong hai tạng, phải kiểm tra tạng còn lại. Tại vì hai tạng ở sát nhau giống như bên này là gan và thận phải. Khi chấn thương bên này thì nghĩ vào gan thận phải. Nếu mà có tổn thương gan phải kiểm tra thận phải và ngược lại. Bờ thì chỉ có bờ trước là rõ, cái bờ trong và bờ sau không rõ. Bờ trước này nó có đặc điểm giống bờ trước của gan là sắc, khác bờ trước của gan là có nhiều khía giống hình răng cưa, bởi vì tỳ nó chia thành các cái thủy, cái bao sơ của tỳ trong nó còn có tổ chức ăn sâu vào trong tổ chức tủy tạo thành các cái khía. Cái tổ chức đấy nó có cả các sợi liên kết và sợi xương. Nhân tiện nói luôn, cho nên là tỳ cũng phải là tạng nó tiêu hóa, thuộc về tạng huyết, hệ tuần hoàn. Nhưng mà vì nó liên quan tạng tiêu hóa nhiều quá nên ta mô tả tạng tiêu hóa. Thế nên khi mà tỳ nó to, thì trong chứa rất nhiều khó. Có khi tới, có khi tỳ nặng đến 2 kg, cho nó đặc biệt to. Thế thì nó phải là cơ thể mình ta có khoảng trung bình một khoảng 5 lít máu thì nó chiếm mất gần một nửa ở hệ thống tuần hoàn chủ yếu. Thế là máu chảy trong các cái mạch máu còn lại ít. Thế là người ta thành những thiếu máu dạng. Thế nên nhiều khi đọc đây là thấy ta lại có cái như là bài gan, bài gan phổi đúng không? Đọc qua phần bệnh nặng đấy. Và tỳ bơm à lên đi mà tỳ có là để máu vào cái tổ tuần hoàn. Thế đạo này còn dần lên. Nhưng mà cái đạo đang tụt, tôi kia thực ra bệnh nhân vẫn có máu trong mũi trong người, mất máu đi đâu, không bị mất máu đâu. Mà máu nó chui vào tỳ, tỳ tại vì nó có đấy, tôi vừa bảo đấy, ăn sâu vào cái cổ chức liên kết thì nó sợ chung nên khi kia ba lên và nó co lại bọc cho tỳ nhỏ là để có đấy, nên ta làm có thể làm biện pháp kiểm tra lách. Nếu mà những trường hợp như thế thì có khi phải cắt bỏ lách bởi nó to mà to thì thứ nhất là cứng quả bóng thì cổ căng rất dễ nhận hai là nó làm hút hệ thống tuần hoàn đấy nhiều quá thì hệ thống tuần hoàn tham gia trao đổi chất sẽ ít đi. Thứ ba là
khi lắc to thì lắc thì nó chức năng, có chức năng nữa là tiêu diệt hùng cầu giả, nó như bãi thang ma mổ chôn hùng cầu giả. Thế thì bao giờ thế, bao giờ nó có sự tác động qua lại, nếu một cái lắc nhỏ thì nó sẽ tiêu hủy hùng cầu quy trình, nhưng nếu cái lắc to ra còn được cường lắc nữa, thế thì nó sẽ nhanh tiêu hủy hùng cầu. Cũng kiểu như là bây giờ cái ông chủ thanh thản, ông chủ nhổ cây chung cư đấy, ông mua quả đất ở trên sân Tây Ba Vì, ông làm một quả đồ, ông làm cái trang công viên vĩnh hằng. Đương nhiên là những cái người như thế tôi đã đầu tư đất ở đấy thì phải có muốn có nhiều khách hàng, không muốn đi tận nhiên kêu gọi người chết về đấy. Bảo là, tôi bảo là có cung mới có cầu, khi có con thằng đi giết người kiếm tiền để coi như là để cung cấp, để coi như là tăng người chết, để gây ra chiến tranh, để hợp tác, chính cái bọn đấy là có thể là thế. Cái lách nó to thì tiêu diệt nhanh hoặc cầu, đời sống hoặc cầu đáng nghĩa 120 ngày thì chẳng cung cầu mà có nghĩa trang đẹp thế này rồi thì phải kiếm thêm bọn chết nhiều vào tôi vào đấy, cho nên cái bờ trước của lách nhiều khi mà gan lách còn to ra sờ thấy được cả bờ trước của cả gan của lách, sờ trước được bờ trước của hai thằng nó cái lách to lên đây là ta sờ được, nhưng mà sẽ phân biệt được bởi vì một thằng có kế răng cưng, hoặc là khi ta mổ và nhìn thấy cả hai tạng to, thế là ta phân biệt được đâu là gan. Cực trên chính là sau trên. Thế lách nó có cái bọc bao như là tôi vừa nói là giống như ở gan ấy, cái bao mà tôi bảo là có tổ chức lên cái ăn sâu vào. Thế ở ngoài còn có phúc mạc bọc, tạng ngoài đều có phúc mạc bọc, gọi là thanh mạc đấy, cái gan. Thế cái phúc mạc bọc lách ở chỗ này ấy, nó tạo thành cái dây chẳng dính đến thương mạch, gọi là dây chẳng treo lách. Nếu cái dây chẳng treo lách này mà dài thì cắt lách thì tôi sẽ kẹp dây chẳng đấy, cắt bỏ kéo lại. Nhưng nhiều trường hợp nó bọc mà cái là nó bọc cái dây chẳng gần như không có, cái lách nó dính luôn lên cái cơ hoành, giống như gan ấy, mặt sau gan dính vào cơ hoành thì lách ấy, vì nó áp sát với cả cơ hoành quá nên cái dây chẳng gần như không có, lách dính một phần vào. Đương nhiên là ở chỗ đấy nó sẽ mặc bóng người xung quanh, vậy cho nên ta cắt bỏ lách rất khó, bởi ta cũng kéo lách xuống nó dính vào cơ hoành, cắt cái đấy chắc chắn sẽ chảy máu, có mạch máu đi qua lại của hai người. Cái cắt lách khó có mấy yếu tố sau, nếu mà về tôi nhiều lắm tôi kể mấy yếu tố chính. Thứ nhất là đuôi bị giả như tôi vừa nói, kẹp mặc đuôi tỷ khó. Thứ hai dây chẳng treo tỷ nặng. Thứ ba cái rất đơn giản là lách quá to rất khó, nó mưng đi để không bị làm tổn thương tiếp vỡ. Còn nhiều cái nữa thì sau này có viêm dính với các cái bệnh liên quan đủ thứ. Nếu mà kể sẽ không hỏi hết, đương nhiên thầy chỉ hỏi cái chính thôi, thầy sẽ gợi ý ông muốn nói cái gì thì sẽ nói cái đấy thôi, không kể khó nhưng mà kể ngành mại đấy là cái cực trên. Cực dưới nhiều khi không phải là cực mà là một mặt và ngồi lên đại tràng, ngồi lên đại tràng. Ở đấy có chỗ này dây chẳng hoành kết chả, ngồi lên dây chẳng hoành kết chả. Đấy thì về lách chỉ có như vậy thôi. Tại vì ta chỉ mô tả về vị trí và liên quan là chính thôi. Còn tôi đã nói qua rồi, chức năng của nó là thuộc tạng huyết rồi. Nó không thuộc hệ tiêu hóa, nó liên quan đến quá trình tiêu hóa này cả. Cái mạch máu nó chính là động mạch tỳ hay động mạch lách đấy, tôi vừa mô tả đấy. Tĩnh mạch lách này, quay trở lại, tĩnh mạch lách sẽ kết hợp với tĩnh mạch mặt treo tầng dưới để tạo thành thân tĩnh mạch tỳ mặt treo tràng. Thế gọi là mô hình mình chạy biết cái gì, làm cái tĩnh mạch lách bé tí, tĩnh mạch mặt treo tầng dưới bé tí, trong cái tĩnh mạch mặt treo tràng trên thì to đùng, nó chả có tỷ lệ tương tức gì cả. Cái chỗ này bằng cái này, hai thằng này chập lại bằng thằng này, có nghĩa là mỗi thằng này phải bằng nửa thằng này.
cái này máu từ lách về là nhiều, vừa lách vừa nhiều là tạm không biết. Cái này từ toàn bộ nửa trái đại tràng của bé luôn, cho bé tím. Ta phải biết nữa. Tại vì người làm mô hình không phải là người đâu biết. Ta thấy ở đây có những cái nhánh này ta làm. Cái ông hướng dẫn nó liên quan đến nghề y, chỉ đạo thì không sao, theo sát. Bê ta dùng được.